cậu như thế nào. Gần như các anh không ngủ luôn. Đường phố rất là vắng nha. Chỉ một vài phương tiện được di chuyển. Hy vọng rằng mọi người cố gắng. Chúng ta cố gắng chịu đựng khó khăn một chút xíu nữa thôi, không bao lâu nữa có thể chúng ta sẽ chiến thắng được đại dịch này. Đó, quý vị thấy thành phố Hồ Chí Minh đây là đường quận 4 qua quận nhất nha. Đó. Mỗi một cách ly là cách ly quận với quận, thành phố với thành phố, tỉnh với tỉnh, phường với phường, xã với xã, và cách ly gia đình với gia đình. Đó. Vì thấy đường phố rất là vắng đây. Bây giờ thì đây là quận 4 nha. Nãy Quỳnh Linh thấy quận 7 rồi Nhà Bè, bây giờ qua quận 4, rồi một hồi mình sẽ qua quận nhất xem không khí quận nhất thế nào. Chạy suối lên anh. Để dưới luôn á Tuấn. Cũng không có gì hơn, có một chút quà, những cái món ăn ban đêm, rồi tê, rồi nước uống và khẩu trang để có thể có một chút niềm vui để gửi tặng nha. Cảm ơn anh rất là nhiều vì những sự hy sinh của mình, của gia đình. Rồi chào các anh nha. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh dùng bánh cho nóng đi nha. Nó nóng có ly để pha sẵn rồi, ly sẵn rồi, cà phê có nước sôi là vô là uống. Uống ly cà phê cho tỉnh trực suốt đêm luôn. Rồi Quỳ Linh tiếp tục đi các chốt đây. Bữa nay được sự cho phép của các đồng chí thì các cơ quan chức năng thì nhóm mình sẽ đi tới 6 giờ sáng luôn. Hả? Không có phê hả? Rồi, ok. Chào các anh nha. Đường này Quỳ Linh ngày nào cũng đi về quận 7. Bây giờ quận 4 mình đi ra quận nhất. Thì đó Hà coi như Hà vẫn đường đi hồi ra quận nhất là xong. Mình còn được 3 chốt nữa đó. Mình thấy không? Cái kia còn. Mình thấy không? Hả?
À, đây cả nhà thấy chút xíu nữa ra tới quận nhất coi nha. Cái tình hình quận nhất nó vắng cỡ nào. Về đêm thế nào? Đêm càng khuya. Không đi theo cái xe kia, theo cái xe dẫn đường á. Để thay khẩu trang luôn đi, bây giờ mình đi nhiều rồi, thay khẩu trang luôn đi. Khăn vừa linh là có sát khuẩn nha. Hai anh em đây, anh Mạnh Hà thì cũng được tiêm 2 mũi rồi. Mạnh Hà một người đồng hành với Linh rất là nhiều. Chào mọi người nha. Mạnh Hà là còn cái người đồng hành với Linh rất là nhiều luôn. Hai anh em Phương Thu hả? MCV đang theo dõi chương trình hả? Hai anh em Linh với Mạnh Hà thì hôm nay cũng đi suốt luôn. Hai anh em ở nhà nên là cũng đã tiêm vaccine cũng tương đối cũng nhẹ nhàng chút xíu. Và đi ra đường thì tuân thủ 5K. Ha. Mọi người khỏe không? Lâu lắm Quỳ Linh mới lên livestream nha. Mà livestream trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Tức là ban đêm. Giờ này thì thành phố Hồ Chí Minh không ai được ra đường đâu nha cả nhà. Đó. Mọi người thấy đây là cầu Camet. Đó. Gần như là không đi được luôn. Đó. Đây là qua quận nhất. Đó. Đây là các chốt ở đây. Chúng ta sẽ xuống chốt ngay cầu Camet này đây. Đó. Đây Quỳnh đeo khẩu trang cái đó. Xuống chốt phải đeo khẩu trang. Mình đi thăm các chốt. Mọi người thấy thấy hoạt động của Quyền Linh thế nào nha? Những hoạt động của Quyền Linh là gần như là liên tục luôn. Đi đến tận những con đường góc phố để có thể cảm nhận và chia sẻ với những cái khó khăn của những mảnh đời khốn khó. Đó, đây là con đường từ quận 4 nha, Đoàn Văn Bơ. Đó. Đây là những con đường hết sức là tấp nập nhưng gần như bây giờ là không còn đường đi cả. Đó, mọi người thấy không? Hiện nay thì cách ly thế này thì các đội thiện nguyện đi làm cũng rất là khó, muốn đi qua một cái nơi nào đó phải đi qua những cái chốt thế này mà cũng rất là khó luôn. Ha. Thật sự thì những cái đội thiện nguyện như Quỳ Linh đi cũng khó lắm quý vị. Không có đơn giản để di chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh bởi vì tất cả các nơi đã cách ly phường với phường, xã với xã, quận với quận, gia đình với gia đình luôn. Nên việc đi lại thành phố Hồ Chí Minh vô cùng khó. Thành phố Hồ Chí Minh đang là điểm nóng của tâm dịch đại dịch Covid-19. Thực sự đây là một những cái thời khắc lịch sử mà nó sẽ đi vào trong lịch sử của Việt Nam chúng ta. Chưa bao giờ chúng ta tưởng tượng được rằng là thành phố tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Tại sao như vậy? Thí dụ như Quỳ Linh có một người bạn ở quận 4, một người bạn quận nhất, mà để đi gặp nhau đứng bước qua cái hàng rào này vô cùng khó rồi ha. Đó. Xong rồi tới một chốt nữa, nhiều chốt nữa, khó vô cùng luôn quý vị. Nhưng mà quý vị cũng thông cảm, đó là những cái
chiến lược vĩ mô để có thể kiểm soát dịch, chứ không có đơn giản là chúng ta dập dịch được đâu. Thành ra mọi người cũng cố gắng là có thể, tốt nhất có thể, để chúng ta có thể cùng với các cơ quan chức năng gọi là dập dịch càng sớm càng tốt nha cả nhà. Rồi, ok, bây giờ mình vào chốt rồi mình thăm các anh em luôn. Ok. Rồi. Hả? Đó là. Đó, mọi người thấy không? Chào các anh nha. Chào các anh nha. Đó, mọi người thấy không? Đêm hôm khuya vắng mà mấy anh phải trực đêm như thế đó. Thấy thương hết sức luôn. Chúng tôi đến nơi để động viên một phần nào đó với các anh, để chúng ta thấy rằng xung quanh cũng rất là nhiều người đang quan tâm đến những người ở tuyến đầu. Mấy ngày qua thì Quỳ Linh đi vào bệnh viện nè. Thật sự bây giờ các bác sĩ gần như cũng kiệt sức lắm quý vị. Căng thẳng. Sài Gòn rất là căng thẳng luôn. Sài Gòn rất là buồn. Thật ra thì chúng ta cũng cố gắng cười để động viên nhau, cố gắng chia sẻ để lan tỏa những điều tích cực, cố gắng dìu dắt nhau, cố gắng yêu thương nhau, cố gắng đoàn kết nhau để cùng vượt qua đại dịch thôi quý vị. Trong những giây phút này thì chỉ một điều là động viên nhau, yêu thương nhau thôi. Chúng ta đừng bao giờ nói điều gì khác nữa quý vị ơi. Cuộc sống không biết, đến bây giờ chúng ta mới nghĩ một điều là không biết là chết mai, sống mai đâu. Một người bạn Quỳ Linh rất là khỏe luôn. Rất là khỏe. Và chỉ cần vướng Covid trong một thời gian rất ngắn thôi quý vị, là đã ra đi.
Và đợt vừa rồi thì cũng rất là nhiều người quen đã ra đi, quý vị đọc trên Facebook á, mà chúng ta đau lòng rất là nhiều. Avatar màu đen nhiều lắm, để thấy rằng là Covid nó nguy hiểm vô cùng tận luôn, không chừa một ai cả. Mọi người đang khó khăn á thì Linh nghĩ rằng là sẽ có người kế bên, sẽ có hàng trăm hàng triệu trái tim trên cả nước đang hướng về thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có rất nhiều đoàn thiện nguyện, sẽ có các cơ quan chức năng. Thật ra là mà nói thì hiện nay có rất nhiều cái gói, rất nhiều cái gói chính sách để hỗ trợ những người ở trọ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ công nhân, hỗ trợ sinh viên. Linh nghĩ rằng nó sẽ tới, có thể nó hơi chậm chút xíu. Thật ra chính phủ cũng cố gắng lắm quý vị. Một cái đại dịch mà không ai nghĩ tới, không ai nghĩ tới đến lúc này mà chúng ta lại nhận một cái phiếu đi siêu thị. Quỳ Linh đi siêu thị, mọi người biết không, phải xếp hàng có khi 2 tiếng đồng hồ mới mua được một thùng mì. Phải xếp hàng gần 2 tiếng đồng hồ mới mua được một vỉ thuốc thưa quý vị. Mỗi tuần như vậy Quỳ Linh nhận được 2 phiếu đến 3 phiếu đi chợ đó, đi siêu thị đó quý vị. Ai cũng khó khăn cả, Linh cũng khó khăn vô cùng luôn, Linh khó khăn lắm. Để đi chợ cũng không được luôn. Khu Linh thì rất nhiều F0 và đi ra đường cũng không được quý vị. Thật ra Linh hoạt động thiện nguyện đó, Linh cũng có được sự hỗ trợ của các cơ quan chính quyền đi lại, nhưng cũng khó đó quý vị. Linh đi 2 tháng rồi, bây giờ đến lúc mấy ngày qua thì F0 ở thành phố Hồ Chí Minh quá nhiều quý vị. Sài Gòn hồi sáng rất nhiều bài báo đã đăng là 28.000 F0, 2.800 F0 chứ, 2.800 F0, xin lỗi. Xung quanh Linh, bạn bè Linh F0 nhiều lắm, ai cũng gọi điện nhắn tin, tao F0 rồi, anh F0 rồi, em F0 rồi, Linh ơi, nghe mà đứt ruột á cả nhà, thương lắm. Không có cái gì chúng ta có thể nói trong giây phút này đó động viên nhau cả, ai cũng khó. Chí những doanh nghiệp lớn cũng khó quý vị. Người ta nói giai đoạn này người giàu cũng khóc rồi đó, như vậy đó. Đây chúng tôi đang đi ngang chợ Bến Thành. Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ nè quý vị. Một con đường sầm uất ha. Đấy, đây là bệnh viện Sài Gòn. Đây là con đường vô cùng sầm uất. Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Pasteur. Những cái con đường có thể nói giờ này là không có đường đi luôn đó, mọi người thấy không? Mà bây giờ nó êm lềm như thế, không còn một cái sức sống gì cả. Sài Gòn Center. Rồi chúng tôi đang chuẩn bị đến nhà hát thành phố, Đồng Khởi này kia quý vị. Quý vị thấy không? Làm gì có mình nghĩ một ngày mà Sài Gòn buồn đến như thế, không một bóng người quý vị. Ngoài Quyền Linh và các anh em ở chính quyền ra, không có một bóng người trên con đường này. Những con đường hết sức là tấp nập. Đường Lê Thánh Tôn đó. Đường dẫn ra nhà thờ Đức Bà nè quý vị, quận nhất đó nha.
trung tâm thành phố ban đêm như thế đó. Không bao giờ ai có nghĩ thể nghĩ đến cả. Đó, Lý Tự Trọng, đường Pasteur, nơi đây là sân khấu đồng dao hàng đêm thế. Những cái tiếng hát như thế bây giờ cũng im lìm cả. Đó, quý vị thấy ban đêm buồn chưa? Thật ra giờ này nếu như bình thường thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp lắm, ở đâu cũng dây dăng cả. Bây giờ gần như là dây dăng hết đó, cả nhà thấy không? Dây dăng hết, những cái con đường nhộn nhịp. Nhà thờ Đức Bà, đường Lê Duẩn, lịch sử luôn. Mọi người thấy không? Làm sao có thể tưởng tượng được giây phút này? Không thể ai có nghĩ ra một cái bức tranh như thế cả. Những cái hình ảnh này chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng thôi.